Ây giờ hello mọi người nha, lại là mình Mai đang đẹp trai đây em ơi. Thì hôm bữa giờ tôi làm cái clip gọi là ăn đồ ăn trong Play Together ngoài đời thật với Camui nè, với vịt nè mọi người. Thì tôi thấy anh em theo dõi khá là nhiều, xem khá là nhiều, cho nên hôm nay tôi quyết định sẽ làm content khác nha mọi người. Tại vì làm nhiều quá tôi cũng lười làm quá, tại vì cũng không biết mua gì ăn hết mọi người. Cho nên là hôm nay để tôi nghĩ xem. Hôm nay tôi sẽ đi bắt cua với lại là đi chơi Upbeat Ride để xem là cái trình bắt cua của tôi dạo này lên được bao nhiêu nha em ơi. Ăn cái gì? Ủa xin con đâu ra vậy ông nội? Trời ơi là trời cầm ron roi luôn em ơi. Trời ơi là trời đại gia em ơi. Con nhắc ăn gì đâu ba, tôi đang nói là nãy giờ tôi đang lăn. Thôi không được có xạo, tôi vừa mới nghe tới cái chữ ăn rồi. Trời là trời, ủa mà nãy giờ đi đâu mà sao thính dữ vậy trời ơi, tôi đang nói luôn á. Trời hết chứ cái gì chứ, nghe tới cái ăn là tôi thính lắm ông ơi. Mà đồ ăn heo thì nha, chứ đồ ăn mà bé béo tôi không ăn đâu nha. Trời ơi là trời luôn á, đi ăn ké mà còn đòi hỏi nữa em ơi. Ok, thì hôm nay tiện có Siro đây cho nên là tụi mình cũng sẽ thực hiện một cái thử thách gọi là tôi và Siro sẽ nấu những cái đồ ăn màu đen trong Play Together ngoài đời thật nha em ơi. Nhưng mà trước khi nấu thì phải đi mua những cái đồ ăn lót dạ trước đã. Bây giờ Siro ơi, mày nói là bây giờ ăn ở nhà tôi với nhà ông thì đơn giản quá, tại nhà tôi với nhà ông mà mấy bạn khán giả coi hoài, giờ qua nhà Ruby ăn đi. Qua nhà Ruby ăn. Nhưng mà liệu Ruby có cho tụi mình vô nhà không? Trời Ruby, mình vô luôn. Qua Ruby của nhà tôi mà sợ gì? Ê mắc gì nhà ông, nhà của tôi mà. Nhà Ruby, nhà tôi mua cho ok. Ok cũng được đó, ok anh em ơi. Bây giờ tôi và Siro sẽ cùng nhau tới nhà của Ruby và ăn nha anh em ơi. Nhưng mà không biết có Ruby ở nhà không ta? Mày biết đâu, kệ Ruby đi. Rồi rồi ok anh em ơi. Rồi đi. Ủa nhà Ruby sao nghèo dữ vậy? Tôi quên đưa tiền cho nó mua đồ nội thất rồi. Thôi nói chung là bây giờ đồ ăn đâu? Trời. Nhưng mà khoan nha, nãy giờ ông mua được cái gì ông nói cho tôi nghe thử coi trời ơi. Ông mua được gì ông nói chứ lại. Đây, đầu tiên là thôi, bây giờ khỏi nói đi anh em ơi, bây giờ là cầm ra là ăn luôn chứ bây giờ nói làm gì nữa. Nó bụng chết luôn rồi. Ông ơi, ăn ơi. Từ bây giờ món đầu tiên đó chính là bánh bông lan cuộn sô cô la nè Sigo ơi, hơi bị ngon luôn nha ông già. Đây nè, nhìn nè luôn. Mở gì vậy? Không nhìn đâu. Trời ơi, ok em ơi. Bây giờ tôi và Siro sẽ thử ăn cái bánh bông lan sô cô la này ở ngoài đời thật xem cái mùi vị của nó sẽ như thế nào nha em ơi. Ê, nhưng mà sao cái bánh này sao trong game nó đang thui mà ở ngoài nó không đen được người ta? Không biết nữa. Ủa, nó khác lắm á mày. Tại sao không đèn cái màu đen đi? Trời, cái này là nhân sô cô la rồi đó. Bây giờ nó không đen, tôi chịu thua đấy nha. Cái này là nhân kem nha. Nhân kem nhưng mà ở ngoài là sô cô la nè. Tôi nhớ để tôi đi mua là sô cô la. Ủa, nhớ nãy nó đen lắm mà ta. Nhưng mà để là vì tôi sợ ma dính đặc là tôi sẽ thử biến trước cho. Phải rồi trời. Phải không vậy? Cái bánh này nó không có đặc, ăn được. Nhưng mà khoan, để chắc ăn để tôi thử thêm miếng nữa. Ủa sao nay Siro tốt với mình giúp ta? Ăn thử hai lần luôn. Rồi có độc không? Trời ơi, bây giờ tôi sẽ ăn thử nha mọi người. Ăn thử. Không biết to vậy? Ăn thử mà, ăn thử nó mới to vậy chứ ok mọi người. Bây giờ tôi ăn thử nha. Cái mùi này nó nghe là cái mùi hình như cái này là cà phê với sô cô la hay sao á. Thử thử coi. Ngon nha mọi người. Ngon hả? Ngon. Thử miếng đi. Thử. Trời, hôm nay có Ruby ăn tiếc quá em ơi, được ăn ngon với chữ nha. Thử gần hết cái bánh luôn. Mới có một nửa rồi hết trời. Nhưng mà cái này có một cái điều là mọi người biết không, nó không có ngọt. Nó không ngọt nhiều. Sao lỡ không dừa kem lại? Bây giờ cái bóng kem nó được đâu nè, bây giờ tôi lỡ. Ông ơi, tôi biết kem đi ngoài bóng kem nó dơ tay. Sao? Dơ tay hả chưa? Đó, mình ngon kem trực từ ngón tay mà. Ông lớn già đầu, ông phải dở dãi mới nên mà nè. Bóc kem nữa, ông ta bóc chung với kem nè. Thấy chưa? Ồ. Nhưng mà cái công nhận một cái điều là gọi là bánh này nó sẽ không có ngọt nhiều nha anh em ơi. Đúng không? Ăn nó không bị béo nhiều. Ngon. Nó không bị béo nhiều, nãy giờ mai nó ăn kem. Tính ra là để tôi vừa kem luôn anh em. Editor tua lại giùm em có đẩy ra kem cho trời là trời làm chậm slow motion giùm em nữa nha. Kem mà nó không có kem. Thằng chó luôn em. Ủa kì vậy? Chó tên mẹ nha mọi người. Còn cái Ruby lạ lắm em ơi. Ok là bây giờ tụi mình sẽ tới món thứ hai nha em ơi. Nào không? Nào nữa không? Ăn chứ. Ok. Trời ơi là trời, cái bánh bông lan công nhận. Ăn cái gì đâu, mới ăn cái tí mà với ông nội. Mà công nhận cái bánh bông lan nó ngon dịu vậy. Ê nhưng mà thật sự là cái bánh bông lan nó là tôi ban đầu là tôi cứ tưởng ngọt em ơi, nhưng mà thật ra nó không ngọt mà ăn nó bùi bùi, nó béo béo ngon phải chưởng lên em ơi. Rồi thôi đồ con ăn béo gần chết.
trời ơi là trời, mắc gì kêu người ta bé hoài vậy. Ok anh em ơi, món tiếp theo là cái món cực kỳ ngon luôn nha mọi người. À, đối với tôi thì nó ngon thôi, nhưng mà bây giờ không biết cái mùi vị nó sao. Đó chính là cái bánh nướng xốp nè. Sigo ông nhìn nè, hơi bị ngon luôn. Sigo nhìn nhanh. Ô, nhìn cái bánh này mà ăn vô một cái là trời ơi, tập thể dục rồi là đốt ngàn calo luôn. Trời ơi là trời, thì đương nhiên rồi, ăn cái gì xong cũng phải tập thể dục chứ đâu phải riêng ăn bánh đâu nội. Ôi Mai lười gần chết, nhìn cái tay của Mai là biết rồi, mập kìa, trời mập hù lù luôn kìa, chưa tập thể dục. Trời, cái này gọi là gì? Cái này gọi là hình tượng của người ta chứ không phải là tôi cố tình tôi mập đâu. Đúng. Tôi phải ăn để tôi mập lên để làm gì? Giữ cái hình tượng đó chứ không phải là tôi là tham ăn. Thôi ăn ông nội, nó nhiều quá ăn đói quá. Bây giờ tôi và Siro sẽ cùng ăn cái bánh gọi là bánh xốp này nha anh em ơi. Đó, rồi bây giờ đi ăn nè. Ê, tôi thấy cái bánh này đen hơn bánh nãy vậy mà. Thì tôi đã nói là tôi đã chọn một cái bánh nó đen hơn cái hồi nãy. Cái hồi nãy nó màu xám không tí, bây giờ tôi chọn cái đen hơn nè. Cái bánh này nó có gì lạ đó. Ủa sao cái gì? Lại thử nữa. Có đau không? Có đau không? Lên 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 ta ăn, trời thiệt ngon quá à. Bánh này giả lắm anh. Tại sao? Bánh này thì ăn bánh này. Không kìa. Cái bánh này ăn hết rồi nội. Nhưng mà bánh này ngon không anh em ơi? Tôi biết rồi đó. Nó cứng hơn bánh rồi đó. Nó cứng hơn bánh hồi nãy. Ủa cái bánh này bánh bông lan rồi ta. Sao trong game kia là bánh mu mà sao ở ngoài đây sao nó cứng như ta? Thử ăn. Không. Nhưng mà tôi thấy nè anh em ơi, mọi người nhìn ở trong nè mọi người. Tôi thấy ở trong nó sẽ mềm bên ngoài, tại vì ở ngoài cái lớp vỏ này nó hơi cứng, nó ngon. Ngon. À. Ok bây giờ tôi sẽ thử mọi người. Bánh cái gì mà xì đôi đâu mà làm dữ vậy ông nội. Làm không muốn ăn luôn á trời. Ok, con thấy không? Ok mọi người, bây giờ tôi sẽ thử một cái miếng thôi là. Thôi là ba làm bóc này hả? Bóc ra cho nó gọi là tương tức tí xíu cho mọi người đó vậy. Trời ơi là trời, tôi bóc ra là để làm gì cho mọi người nhìn vô này đó, anh em thấy không? Không hề luôn á. Tôi bóc ra cho mọi người nhìn cái kết cấu của bánh là đó, nhìn cái bánh ngon lắm rồi. Đó. Ừ, đó ngon bánh này. Nó không ngon mà nó cứng nữa ta. Sao bánh này kỳ ra, sao nó cứng cứng mà nó không ngon mà. Nhưng mà, Mai ơi, tao là người mình khách đúng không? Trời ơi trời, bánh này dở quá sao anh nổi trời. Mặc dù là nó đen cho đúng người khách nhưng mà nó dở quá à. Ôi bánh đi, đậu là người mình khách mà. Ok em ơi, bây giờ tôi tới ăn lên thử một miếng nha mọi người. Ăn thử một miếng thôi à. Nó cũng ăn thử. Ăn thử mình ăn bây giờ ăn hết rồi sao mà ăn thêm thêm mấy món tiếp theo nữa. Trời ơi trời. Ok rồi, đi đâu vậy? Trời ơi trời, sao cái bánh này nó non. Ủa nó cứng quá à mọi người. Tôi ăn hết không nổi luôn. Trời ơi trời, bây giờ để cúp ở đây rồi sao ăn nữa trời. Tôi thích cúp này bánh chữ nha em ơi. Vậy để cúp đây không ăn được nhưng mà có mùi. À coi như là có sự hiện diện của Ruby đúng không? Ở đây chưa nói tới Ruby cái lộ kê này. Đương nhiên rồi. Rồi xin cục thấy không hài luôn á. Có gì mà. Ok. Rồi Siro ơi, món tiếp theo nào. Bây giờ ông nhìn ngay tay tôi, ông đoán thử xem cái món này là món gì nè Siro ơi. Ủa đâu chứ, món là màu đen mà sao thấy màu vàng vậy? Nhưng mà ông cứ đoán thử xem cái món này là cái món gì trước đã. Món này là món bắp rang hộp vịt lộn trứng muối hộp é. Trời ơi là trời, cái món này trong game người ta gọi là bắp rang bơ. Nhưng mà sao? Tôi có một cái bí thuật có thể biến bắp rang bơ thành bắp rang sô-cô-la là ông tin không? Sao mà tin được, đưa tin đi, đưa ai đưa mới tin. Trời, còn đợi gì nữa anh em, vào ngay thôi nè anh em ơi. Trời ơi, trời, có một hộp nữa. Trời ơi, trời, cuối cùng dành rồi, dành từ trong game tới ngoài đời luôn trời ơi. Không hết được bao con trai. Đây em thử. Trời ơi, trời, chưa có kẹp gì nữa, nhưng mà ngon vậy. Nó giòn. Giòn, sao nữa? Sao nữa? Cái giò nó ngọt, nó có mùi của bắp. Đâu có bắp. Trời ơi là trời, đương nhiên cái này là bắp rang mà ông nghe mùi của bắp. Ông nghe mùi của là đau ống nữa. Kỳ hả? Lần tôi nói thiệt với mọi người, lần đầu tiên tôi ăn bắp rang bị sô-cô-la lần đầu tiên, thật sự luôn á. Ngon. Ngon mà. Nhưng mà tôi có đồ bé lắm. Nhưng mà ngon mà. Tôi mới ăn đồ béo. Tại vì ở đây hợp điện khi mà ăn những cái đồ ngọt, đồ béo của tôi sẽ bị mập á nè. Còn Mai thì Mai không sợ bị mập. Nên là mỗi lần mà Mai ăn là Mai sẽ ăn kiểu như cái hạm đội á. Anh em ơi, anh biết tại sao tôi không sợ bị mập không? Tại vì cái cơ thể người của tôi đang rất là làm. Tại vì Mai thì trường mới từ 62 lên 65kg. Còn mắc gì ông nói trong video của tôi làm vậy? Nhưng mà có một cái điều là ở trong game mọi người, cái bắp rang, nó gọi là bắp rang vị sô-cô-la. Thì ở ngoài đời tôi đã cố gắng tôi mua bắp rang vị sô-cô-la thật sự luôn rồi. Ngon mà. Ơi, hồi nãy rõ ràng là ông nói là không có nước ăn đồ bé mà bóc đi liền không vậy? Bóc là chỉ cho video sinh động đúng không? Đúng rồi. Bóc phải mấy cái rồi. Nhưng mà ngon mà. Ok mọi người. Tiếp theo.
Tiếp theo. Không ơi, tiếp theo. Trời, đang thẳng cái vị xô la để nói cho mấy bạn nghe. Không ơi, tiếp theo nữa. Ôi Mai ơi, ăn nãy giờ đâu rồi Mai ơi? Không chết luôn, bây giờ có gì để uống? Bây giờ nãy giờ tôi mời ông hơi bị nhiều rồi đó. Tôi có cái này, Ủa gì vậy? Đây. Uống bao ngọt luôn. Cà phê. Coca đi, ăn nông chết luôn mà uống cà phê gì trời. Coca gì mà Coca. Uống ra không mà uống cà phê cho tỉnh ngủ nè. Trời là trời, anh em ơi, lần đầu tiên tôi mới có người gặp cái người gọi là ăn no cho cố vô xong rồi bây giờ mời cà phê, trời ơi là trời luôn á. Nhưng mà giờ sáng rồi, uống cà phê cho tỉnh ngủ để làm việc không nội? À quên á, nhưng mà ông có biết pha cà phê không mà ông mời tôi cà phê nào ông muốn ở đâu vậy? Trời pha cà phê làm gì ra, sao cầu cây mua cà phê lon uống rồi, let's go. Trời ơi là trời, ok em ơi. Bây giờ tôi và Siro sẽ thử uống cái cà phê ở ngoài Cycle K mà do Siro mua, nó sẽ cái mùi vị như thế nào nha mọi người. Tôi đoán chắc chắn nó sẽ ngon hơn bình thường, tại vì anh em biết sao, đồ ăn ké lúc nào cũng ngon hơn đó. Đặc biệt là Siro nãy giờ khen đồ ăn tôi mua quá trời luôn, đúng không Siro? Không. Rồi, ok. Bây giờ tôi cùng Siro sẽ thử đi uống cà phê trong Play Together xem mùi vị nó sẽ như thế nào nha anh em ơi. Còn bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, đi thôi Siro ơi. Cà phê. Nhưng mà cà phê mất giận làm bản nghiêm trọng dữ vậy? Thì tại vì mình ăn mấy giờ mình cắt nước rồi. Nhưng mà ở trong game là cà phê đen nha mọi người. Nhưng mà biết tại sao trong đây cà phê sữa mà? Tại vì hai anh em tụi tôi không ai uống được cà phê đen hết. Không, tôi uống được cà phê đen nhưng mà nãy Mai kêu là đắng quá nên Mai đổ cà phê sữa. À thì thật ra có mình tôi không biết uống nữa nha mọi người. Tại vì cà phê đen đắng quá. Nhưng mà khoan, ảo thật nền. Ví dụ mọi người, bây giờ chỉ có một lon cà phê mà hai người uống thì phải làm sao mọi người? Đó, hai cái ly đi. Hay không? Quá là hay luôn. Khen đi trời ơi là trời. Gì vậy? Trời ơi trời, mở cái ly ra mà nguy hiểm chứ trời. Đâu nguy trang mà. Ok mọi người, bây giờ tôi và Siro sẽ thử uống cà phê trong game đang ngoài đời nha mọi người. Thơm. Thơm mọi người, lâu lắm rồi tôi nói thiệt với mọi người. Dạo này gần đây mọi người tôi là toàn là chỉ uống nước ngọt không đường thôi. Chưa kịp nói xong nữa ta đâu, còn chưa review cho mấy bạn là cái mùi nó như thế nào, cái vị nó như thế nào đó ông nội. Rồi xong luôn. Tôi mua cái mùi lâu để làm review à. Mà bây giờ hai ly của Siro là hết Tết, tôi đi hủng cà phê làm sao làm đó trời. Ôi mà lỡ bây giờ mà tôi nói lỗi nữa, quay không được đó, thôi là coi như hết để làm luôn rồi đó. Cái vị nó thì giống cà phê. Đây là một lon cà phê sữa, nó có mùi cà phê sữa. Trời ơi, giờ tôi nói thiệt cho tôi mong ông nói đừng có vấp anh em ơi. Chứ bây giờ mà vấp một phát là tôi, bây giờ là mấy giờ? 1 giờ sáng anh em ơi. Bây giờ tụi tôi đang quay cái clip này vào lúc 1 giờ sáng. Bây giờ 1 giờ sáng mình lỡ mua cà phê ông đó là clip này không có lên được luôn á. Rồi bây giờ tôi sẽ thử cà phê cho, nãy giờ nói nhiều quá, khát nước cũng chết luôn. Cái mùi này nó thơm. Mà nó thơm cái mùi cà phê nha. Anh nói đi. Thì có một cà phê. Bây giờ nó tiếp nè. Cái mùi à chưa uống. Thử nha. Cái mùi nó chỉ có dư đó thôi, không muốn cái mùi nó béo béo. Nó có vị béo béo nè. Nó vị cà phê. Và tôi đánh trong này. Tôi nha mọi người, tôi có một cái hay, đó chính là tôi khi mà tôi ăn một cái món gì đó hoặc là tôi uống cái món gì đó đây là tôi biết ở trong đó nó có cái gì liền. Trong đây là có cà phê và sữa và đường. Đúng không? Ủa gì nhiều vậy? Chất nhiều lắm. Ủa cái gì nhiều cái gì trời, có một ly cà phê sao nhiều thành phần dữ vậy? Ê, đó cho nổi nha, lon cà phê. Ngon em ơi. Vậy đó. Cái trong này có phân trộn nè. Cà phê phân trộn mắc lắm, tiền đâu mà mua trời. Ai biết được, biết đâu Mai lại gian ngầm. Không nha em ơi. Ê Mai, nãy giờ như là hết món rồi đúng không? Ha. Trong Play Together cái món mùa đen nó khá là ít cho mọi người. Nãy giờ chỉ có 1, 2, 3, 4 món thôi à. Không sao, tôi có cái món này không có trong game. Cái gì? Màu đen, tôi tặng nha. Ủa anh em ơi, hôm nay Siro tặng món ăn cho tôi. Đúng không? Hay sao? Ủa? Nhưng mà cái đồ ăn màu đen sao nó làm trắng bóc vậy? Trời ơi, bún tay là màu đen không tin đâu. Cái gì ghê, áo thật hả? Nên nè. Đâu ra. Đây là mì tương đen. Thơm. Dạ mì này là tươi đó. Trời ơi, sao nhìn ngon vậy? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi ăn cái món Siro nấu luôn anh em ơi. Tôi nấu riêng cho ông nên là ông ăn đi.
Ở kệ. Ủa bỏ gì trong đây mà nấu riêng cho tôi trời. Ủa ê, nhưng mà mì tương đen này tôi thấy hơi lạ nha, nó không đen lắm nha, sao kỳ vậy? Ở đây thì được rồi, nói chung ở đây thì được rồi. Chắc không? Chắc. Ủa nhưng mà mất dân thời gian không? Anh đi. Trời ơi là trời, ok ok anh em ơi, bây giờ tôi sẽ thử ăn cái miếng mì tương đen đầu tiên của Siro nấu nha anh em ơi. Thật ra là tụi tôi ở chung với nhau khá là lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Siro nấu ăn cho tôi ăn luôn anh em ơi. Nhưng mà ơi mặc hơi gian nha. Mặc hơi gian nha. Ok mọi người, bây giờ không có nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ thử cái món mì tương đen của Siro nha em ơi. Nhìn cũng ngon quá nha, nhìn thơm quá nha. Ủa công thức này em lấy đâu rồi? Hả? Ủa mắt gì không đánh mèo vậy? Thì ra sao còn cây mua mì nó có người chơi đâu thôi. Trời ơi là trời, lên clip thì không có phải ra bộ nói là học bên Hàn Quốc hay là gì chứ. Ra sao còn cây mua là sao? Làm người sống là phải thật thà, ông hiểu không? Ok ok anh em ơi, điều này là đúng nha anh em ơi, làm người sống phải thật thà nha mọi người. Ok bây giờ tôi sẽ thử nha. Thơm nha anh em ơi. Mì Siro nấu là có cái việc là chỉ cần đổ cái xôi lại nha anh em ơi. Ông đừng có đánh con mèo đó. Ở đây nhìn tôi thử thách challenge nóng này. Ngon anh em ơi. Ngon rồi. Thử thử không? Trời ơi là trời, nấu trong cho người ta ăn nguyên cái này. Sao nó đã bỏ? Đã nói là không ăn tối rồi. Ừ. Và bây giờ bắt Nguyên ăn cái này sao ăn hết? Ừ. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi đó. Là tôi đâu có ăn buổi tối đâu. Không, bởi vì thế là sáng rồi. À. Đó là ông ăn buổi sáng rồi là tôi không ăn giờ đó. Nên là tôi không ăn, tôi nhường cho anh. Nhưng mà bây giờ là 1 giờ sáng rồi cho nên là ăn là coi như là ăn sáng rồi. Cho nên là đúng rồi, sao? đúng. Oh my god, anh em ơi, lần đầu tiên tôi biết một cái việc đó chính là khi mà mình ăn sau 1 giờ sáng, sau 12 giờ đêm á, cái đó người ta gọi là ăn sáng nha, chứ không phải gọi là ăn đêm nha. Ta gọi là ăn đêm là 7 giờ. Nhưng mà ông đừng có đánh con mèo của tôi quay ra đâu. Để đi. Mèo đeo thương con đánh hoài à. Bây giờ mang thử mấy đi. À, ok, anh em ơi, bây giờ tôi sẽ thử là. Tôi đã nói là tôi sẽ thử lại chứ tôi có cho ông ăn đâu trời, cho nên cái tô mì là của tôi rồi đó. Ok đâu, bây giờ tôi sẽ thử cho miếng nha mọi người. Ngon mọi người. Để món nó chồng thêm đi. Thôi làm gì muốn tôi nấu ăn mì ăn dễ vậy. Cái gì đâu mà nấu gì kêu kiệt quá trời ơi trời. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình là Mai Đen và Siro đã thử thách ăn những cái món ăn màu đen trong các video rồi anh em ơi. Cho nên là mọi người thích cái món nào trong cái mâm này thì mọi người nhớ comment cho tôi biết nha. Đặc biệt là cái món mì tương đen của Siro đó nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Một người lấy ông nội đâu đứa cho bạn đúng chấm đó mày ba hai một không nội quay luôn nội ba hai một chưa em xin thấy cái bạn đúng chấm đó mày. Trời là trời, biết sao không? Thật ra là tôi muốn ăn rất là nhiều lắm. Nhưng mà trong đây tôi nghe đỏ mọi người. Đồ ăn màu đen nó cực kỳ hiếm luôn anh em ơi. Hơi bị ít luôn, nếu mà mọi người biết nãy giờ tôi ăn thiếu cái món gì thì mọi người comment cho tôi biết nha chị. Không sao. Không có đồ ăn màu đen trong đây là tôi chuẩn bị ra một món màu đen nhé. Cái gì? Siro chuẩn bị cho tôi một cái món ăn màu đen anh em ơi. Cái gì vậy? Món gì vậy? Gái của bạn. Không nào. Bà ba hai một giờ. Cái món này á là tôi chỉ mua cái ấy ông ơi. Cái gì vậy? Ba hai một giờ. Cái món mì ăn rồi. Cái đó thật rồi. Cái đó thật.